Lên cho bác một em siêu VIP đấy nhé. Bác đã biết giá trị của nó thì vào đây. Ở đây là một con em máy Dell, em đấu giá từ Nhật về. Bác nhìn cái bàn phím của nó này. Con máy như này thì phải gọi là máy mới. Gọi máy mới cũng được luôn, được chưa? Hàng đấu giá còn nguyên bản. Mà bên Nhật thì người ta toàn dùng những hàng đời cao thôi, chứ người ta không người thấp đâu. Ok chưa? Con máy này phải gọi là máy mới cũng được. Ok chưa? Bác nhìn chưa? Đấy, bác nhìn hết chưa? Này, gọi máy mới luôn thì chả cần phải bác gì cái bác chỉ cần nhìn đây. Đây này, em lau qua cái bụi này cho bác nhìn lùng mới chưa, tất cả những cái viền này, đây này cái chỉ này như mới luôn. Em cho quay ra sáng sáng tí cho bác, bởi vì em để em cho nó chìm rồi nhá, nó đỡ sáng trắng. Bác nhìn này, làm nào nhỉ, để em rút sạc cái tí đã. Để cho bác nhìn này, cho nó nhìn, cho bác nhìn ra ngoài sáng, cho bác nhìn này, máy này phê chưa. Này, không chê chỗ nào nữa nhá. Này, có chỗ này là hơi bẩn bẩn tí tem này, tem vệ sinh đi. Còn bàn phím thì như này thì chấm hết chưa ạ, không còn gì để chê. Cho hẳn này sáng này đi, em đang bóc hàng này, em quay luôn đây trên lưng máy này bác này, không còn chỗ nào để chê điểm nào nữa. Con này đẹp xuất sắc luôn ạ. Đằng sau lưng máy này chấm hết chưa, con này mà còn chê nữa thì em tuốt bó tay luôn nhé. Bên cạnh sườn này là một cổng sạc, ở đây một cổng Type-C này. Bên đây con này đã dùng cái cổng Type-C nhé, cổng Type-C là cổng chuyển đổi dữ liệu mới nhất bây giờ luôn, Type-C và USB luôn, riêng Type-C với USB và cổng thẻ nhớ luôn này. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đây là cổng thẻ nhớ này. Đây USB này, cổng Type-C chuyển đổi dữ liệu này. Type-C là chỉ có những chiếc máy tính đời mới gần đây thì mới có cổng Type-C thôi, còn máy trước không có. Bên này tiếp tục lại một cổng USB. Để em giữ lại nhé. Một tay em làm em quay máy nên nó không lấy nét được đấy. Đây. Và một cổng HVGA này, một cổng USB này, cổng tai nghe để cấp tín hiệu âm thanh ra ngoài này. Cổng này là cổng cắm SIM thì phải, em nhớ là có một cổng cắm SIM. Đằng sau lại tiếp tục nữa này, một cổng USB là một cổng HDMI để truyền hình ảnh dữ liệu video lên máy chiếu trình chiếu này, giảng dạy này. Tiếp tục cổng cổng sạc này, cổng sạc điện thoại, à, cổng cổng sạc cho máy. Và bên này nữa là cổng mạng LAN. Sao cảm giác để em đi ra đây cho nó sáng, để nó tối tối các bác nhìn nó mất sướng, cho nó đủ ánh sáng này cho bác nhìn nó thích chưa. Đó, bác nhìn này, tất cả những cái bản lề nhá, những cái bản lề, cái điểm bo góc này này, điểm bo góc này sao camera nó nhòe nhòe nhỉ. Đây điểm bo góc này đằng nhôm phay xước hết, nhôm phay xước tất. Và con này đặc biệt là tản nhiệt đã cho quay ra phía sau đấy, đời mới bây giờ thông minh đấy. Ok chưa, ở phía sau con này là con Dell 5590. Bác chú ý hộ em cho, nhiều bác lại nghĩ nhìn thấy con Core i3 giật cả mình. Đây, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, tất cả hàng đấu giá từ Nhật về thì họ hầu như là họ dùng màn hình 15,6 inch hết, chứ họ không dùng 14 nữa đâu. Bên họ họ không dùng 14 đâu. Đấy. Thấy chưa? Một số bác thì không biết đấy. Bác cứ nghe thấy ôi Core i3. Core i3 ít lắm ạ. Nhiều bác không hiểu đâu, bác phải hỏi những cái bác nào biết về máy tính ấy. Bây giờ ví dụ như con chip này là con chip của Core i3. Nhưng đầu 7 của nó đây, 17130U. Con Core i3 này nó còn cao hơn cả con chip Core i7 mà đầu 3 đấy bác. Ví dụ đây là i7 nhá. 3324 chẳng hạn. Thì nó không thể mạnh bằng con Core i3 này được. Hoặc là con chip Core i5 và đầu 3, đầu 2 cũng không bao giờ mạnh được. Đầu 4 cũng không thể mạnh bằng con Core i7 này. À, con Core i3 này nhưng đầu 7. Cái đuôi của chip này này, nó mới là số lượng lớn. Nó mới chảy cho tốc độ, nó phân biệt ở đấy. Và tất cả những dòng máy đời mới này thì họ sẽ không sản xuất cái đời chip số thấp nữa. Được chưa? Và con này RAM 8GB luôn. RAM 8GB ạ. Này, RAM 8GB. Một bộ nhớ như vậy, một cấu hình như vậy. Nhiều bác, thật ra các bác không biết gì về máy tính thì các bác cứ thấy i7 là to hơn i3 chắc chắn rồi. Nhưng mà bác không nhìn thấy là cái đuôi con chip của nó là bao nhiêu. Được chưa? Con chip Core i7 và đuôi 3 đầu 3 thì chỉ vứt đi thôi. Máy là vẫn là đời cũ, đầu 3 đầu 4. Đây ạ, chạy ổ SSD luôn nhá. Hai ổ SSD luôn. Con này để cho bác mức giá 4 triệu. 4 triệu 3, em không thích số 43 luôn. 4 triệu 199 nghìn. 4 triệu 199 nghìn. Không để 43 nữa.
5, 6, 4, 3, 4, 8 này. Em để cho bác 4 triệu 190 là giá này thôi. Còn giá của trước của nó đây 48 hay 456 này này. Bác nhá. Em muốn để cho bác cái thời gian này em đưa cho bố cái bút, đưa cho bố bút nhá. Đấy bút đấy, đây, bố để bố ghi cho bác cái giá bác. Bố cháu là thích bây giờ là giá được cái này nhá. Hôm qua hôm kia con Lenovo mấy con đấy đi hết cho bác rồi nhá. Đây con đeo đấy, con đeo mà giá này nhá. 4 triệu này, 100 này, 99k. Giá này bác nào lấy thì liên hệ, còn không thì thôi, đừng có gọi cho em. Ok chưa? Thế là nhanh.